bắt đầu chơi gôn từ năm 2010. Năm 2012, xuống handicap 5. 4 lần tham dự VJ Union Cup. 3 lần làm đội trưởng đội bờ Tây. Anh là Trần Bình Quang Huy, một golfer đến từ Đà Nẵng. Trần Bình Quang Huy, một gương mặt khá quen thuộc của làng golf trong nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Bởi không chỉ chơi golf, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đẹp mắt, mà Trần Bình Quang Huy còn luôn tích cực tham gia các giải đấu lớn nhỏ của địa phương cũng như cả nước trong việc phát triển phong trào golf ở nước ta. Bắt đầu cầm tay vào gậy golf từ năm 2010, Quang Huy đã bị môn thể thao này cuốn hút và khơi dậy niềm đam mê trong anh. Thích nó bởi vì là thật sự là nếu mà những ai mà đã, đang và từng chơi golf thì thật sự là phải mới hiểu được cảm giác của nó. Nó dã man lắm. Chơi xong rồi người ta gọi là ma túy xanh mà. Nghiện đấy. Thông thường, một golfer mới tập chơi, họ sẽ dành khá nhiều thời gian để tập luyện, khám phá và cảm nhận golf. Quang Huy cũng vậy. Sau mỗi giờ làm, anh lại đến sân tập golf làm bạn với gậy và bóng. Rồi anh tham gia hầu hết các giải golf lớn nhỏ ở Đà Nẵng để trải nghiệm và hoàn thiện kỹ năng của mình. Sau 2 năm chơi golf, Quang Huy đã xuống handicap 5. Đồng thời, anh cũng tham gia câu lạc bộ golf sông Hàn để giao lưu với các golfer có chung đam mê. Câu lạc bộ này có ý nghĩa rất là nhiều đối với tôi vì tất cả những anh em bạn bè chiến hữu từ xưa đến giờ tới tận bây giờ vẫn là cũng một câu lạc bộ sinh hoạt từ đó tới giờ rất là đều. Và gần như là một tuần nào mọi người cũng đánh golf với nhau và gặp gỡ nhau. Mặc dù đã có cho mình một bộ sưu tập cúp từ các giải golf phong trào, thế nhưng thành tích mà Trần Bình Quang Huy cảm thấy hãnh diện nhất và trở thành cột mốc đánh dấu sự nghiệp chơi golf của anh là vượt qua được vòng loại ở miền Trung, vòng chung kết ở miền Nam tại giải Valentine International Cup 2015. Để giành tấm vé danh giá duy nhất đến Scotland, dự giải đấu quốc tế Pro-Am Scottish Open 2015 tại Scotland. Đây là một sự kiện danh giá mà hầu hết golfer nào cũng muốn được tham gia. Nó quá nhiều điều để mà học hỏi và được mở mang kiến thức về golf. Vì từ bản thân từ ngày xưa đến giờ, golfer thì ở Việt Nam mà nếu chưa được đi nước ngoài, chưa được đánh thì suốt ngày thì ngồi đi tập, đi đánh thì hay xem TV, hay xem những pro đánh. Thì giải này tôi được đi đánh chung với pro. Được đi đánh một ngày ở cái giải Scottish Open và được vào khu ăn uống, giao lưu, chụp hình và được gặp rất nhiều pro mà từ xưa đến giờ mình chỉ sẽ gặp qua TV thôi. Trần Bình Quang Huy được cộng đồng golf Việt biết đến thông qua giải VJ Union Cup tổ chức lần đầu tiên vào năm 2016 tại sân golf Đà Lạt Blade. Rất là tình cờ là khi mà cái câu chuyện này là gọi là cái giải đấu cúp thống nhất của hai miền thì ngày hôm đó là nhận được cuộc điện thoại của anh Lê Hồng Nam. Thì anh Nam có bảo là sắp tới có cái giải như thế thì chú em có tham gia được không và thời điểm phong độ hiện tại như thế nào. Thì tôi mới bảo là nếu như thời gian đó và giải như anh nói như thế thì em hào hứng quá, em sẽ cho em đăng ký tham gia và để qualify và được nếu được vào đội tuyển thì vui quá. Thế nên là bắt đầu từ đó là mọi người được vào tuyển và bắt đầu giải đầu tiên là ở Đà Lạt Palace. Đại diện cho Đà Nẵng có Trần Bình Quang Huy và Hà Ngọc Hoàng Lộc, cả hai đã sát cánh cùng nhau trong suốt 4 mùa tổ chức. Bắt đầu từ năm đầu tiên 2016. Cùng với đó là những kết quả không ngờ từ hai tuyển thủ miền Trung này. Đó là những điểm số được mang về cho đội để góp phần vào chiến thắng của tuyển miền Bắc mùa giải năm 2016-2017. Trận mà chia sẻ mà gọi là để ấn tượng nhất là trận của tôi và anh Lộc đối với lại anh Đỗ Ngọc Vinh và anh Sơn đội Union Cup miền Nam ở bên FLC Sầm Sơn.
Trận đó là gần như là căng thẳng tới hố thứ 15, 16. Thì kết quả mới gần tới hố 18, hố 17 mới phân định thắng thua. Lung lung trong tình trạng căng thẳng. Gần như là không đi vệ sinh, không uống nước và rất là căng thẳng. Thật sự được đánh chung với anh Lộc, được trước mắt anh Lộc là người bạn, là ông người Anh ở ngoài xã hội. Thứ hai là người Anh trong chơi golf. Và anh được đánh cùng và được gọi là một cặp bài trùng với anh Lộc, rất là tự hào. Vì ở anh Lộc có quá nhiều điểm để mà học hỏi, và mình đứng với anh là mình rất là tự tin. Mình cảm giác như một ông anh là gọi như một bức tường rất là vững. Nên là mình cứ thế, mình cứ phát huy cái khả năng của mình thôi. Golfer Trần Bình Quang Huy là một người em của tôi, chơi golf cũng khá lâu. Và hai chúng tôi đã thi đấu tại Đà Lạt, tại giải Union Cup đầu tiên. Và anh ấy là một người golfer rất là chuẩn mực. Và thứ hai nữa là rất quyết tâm. Và khi thi đấu cùng anh ấy, chúng tôi rất tự tin trong những giải đấu mà Union Cup 3 mùa. Thứ tư thì anh ấy lại bận vì có lý do về chấn thương nhưng không thi đấu được. Nên tôi đánh giá anh Huy là một người anh golfer cống hiến và đầy trách nhiệm. Khi đứng cặp với anh ấy thì tôi rất yên tâm trong nội dung foursome và hardball. Được đứng trong hàng ngũ đội tuyển PGA Union Cup là vinh dự của một golfer nghiệp dư mà không phải ai cũng có được. 4 lần tham dự là 4 lần mang đến cho Trần Bình Quang Huy những cảm xúc và kỷ niệm khác nhau. Nó cho tôi quá nhiều điều để học hỏi và mở mang kiến thức và nó kinh nghiệm để trau dồi sau này để về cái chuyện đánh đấu match play và về trong cái chuyện golf nữa. Và rất là cơ hội rất là tốt để giao lưu rất nhiều anh em golfer cả nước. Nếu không bị chấn thương thì có lẽ ở một giải thứ 5 vừa qua, Trần Bình Quang Huy vẫn tiếp tục qualify để thi đấu cho màu cờ sắc áo của đội tuyển miền Bắc. Năm 2021 vì tôi bị chấn thương vai gáy và bị thoái hóa đốt sống cổ thì mất phải 10 tháng chữa bệnh vật lý trị liệu các kiểu thì nó mới bình ổn lại, thì bác sĩ mới cho bảo là tầm khoảng sau khi 10 tháng chữa bệnh thì phải tầm khoảng 5 tháng sau tôi mới đi tầm gậy lại, mất gần 1 năm. Thì chắc chắn là phong độ không thể là như bình thường được, thì không qualify cùng nào đồng đội, nó không được đánh. Thấy mọi người đánh ở Long An, mình ở nhà cồn cào nôn nao lắm, nhưng mà chỉ biết là trong bụng mà tự nhủ là mong đồng đội thi đấu kết quả tốt nhất thôi. Và tự nhủ là cố gắng để chữa bệnh xong là sau năm sau nữa sẽ cố gắng qualify cùng đồng đội rồi. Được thi đấu, cọ sát cùng các golfer single handicap của cả nước, Trần Bình Quang Huy đã có kinh nghiệm dày dặn trong đấu match play. Bởi vậy, năm 2017, khi mà Hội Golf thành phố Đà Nẵng bắt đầu đưa thể thức này vào áp dụng trong giải Team Cup Đông Tây Sông Hàn, anh đã quyết định tham gia và giữ vai trò làm đội trưởng của đội bờ Tây. Mặc dù đấu match ở Đà Nẵng thời điểm đó còn chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng bằng tất cả những trải nghiệm mà mình có, Trần Bình Quang Huy, Hà Ngọc Hoàng Lộc và những người hiểu rõ luật lệ thi đấu đã chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả các golfer để có một giải đấu Ryder Cup mang đặc trưng của Đà Nẵng. Trong 4 năm tổ chức thì Trần Bình Quang Huy có 3 năm làm đội trưởng tuyển bờ Tây và anh cũng vinh dự 2 lần dẫn dắt đội tuyển giành chiến thắng 2 năm 2017 và 2018. Mặc dù năm thứ 4, Trần Bình Quang Huy không đảm nhiệm vai trò đội trưởng, nhưng anh vẫn là một tuyển thủ mang điểm về cho đội ở trong cả 3 loạt trận foursomes, fourball và single match. Giờ đây, phong trào chơi golf theo thể thức match play không còn là điều gì quá xa lạ với các golfer ở Đà Nẵng nữa, và số lượng người chơi mới cũng gia tăng nhanh chóng theo các năm. Theo tôi, cái giải này là cái tiền đề rất là tốt cho mọi người, vì hiện tại là phong trào golf Đà Nẵng đang rất là mạnh, đang rất là mọi người chơi rất là nhiều. Bản thân tôi vào sân golf bây giờ không biết chào hỏi ai vì nhiều người mới quá. Chỉ một vài người cũ thì mình còn chào người mới, mình không biết chào ai. Nhưng hôm nay mọi người, năm này mọi người hai đội luôn, và bờ Đông bờ Tây trẻ hóa đội hình nhiều lắm. Nhiều thành viên rất là trẻ mà rất là năng nổ. Mọi người đang rất là hào hứng với cái thể thức mà đối kháng, nhất là cái foursome. Xong này là nó không phải là của bản thân mình, như fourball thì anh tự đánh của anh thì chọn kết quả tốt nhất của hai người. Nhưng cái foursome là một hai người một bóng thì bắt buộc thì anh phải làm như thế nào mà đừng để cho đồng đội mình mà thấy khó. Nhưng mà thực ra
nếu vào thế khó thì hy vọng đồng đội phải hiểu. Thì cái khó nhất của cái này là thế, chính vì thế mọi người rất là hào hứng và kiểu vừa hào hứng vừa vừa lo lắng, không biết là nó như thế nào. 12 năm biết đến gôn và theo đuổi môn thể thao này, gôn đã mang lại cho Trần Bình Quang Huy rất nhiều điều ý nghĩa, nhiều người bạn mới trên mọi miền tổ quốc, và quan trọng hơn đã giúp anh hoàn thiện bản thân mình. Nó cho tôi được mối quan hệ trong xã hội, được giao lưu gặp gỡ quá nhiều mọi golfer cả nước. Mỗi người mỗi công việc khác nhau nhưng mà được gặp gỡ, giao lưu là vui rồi. Nhưng mà nó thay đổi được tính tình của tôi rất là nhiều.